Chào các bạn. Thì đặt bẫy hôm qua nay sáng giờ quên để máy cho nên giờ ra đây hàng họ đây. Đó, đẹp trai chưa, để lập gương với lập này luôn ha. Thì nó xuống nó đạp sụp cái lập gương, mà hình như lưới lập gương lớn hơn cho nên nó không có dính. Nó lên cái lập nhỏ này dính rồi. Rồi ok, giữ máy. Anh gắn gì cứng vậy? Thì gắn vô cho nó khỏi bị tuột này. Đây, em nó đây. Rồi, đi vô. Không gỡ nhỏ ra luôn trời. Đem vô rồi gỡ. Vô đây nằm mà đi đâu nữa. Ủa, cái đuôi của nó sao có lông trắng nhiều vậy? Tôm à. Rồi mâm sao mà đứt hết cộng lưới luôn rồi nè. Buông chân ra coi, sực móng hết bây giờ. Ủa giờ nhốt nó ở đâu? Vô lồng kia. Lồng kia nhỏ quá. Thôi chiều đi mình mua cái lồng đi. Sang hai em của lồng gỗ qua luôn. Tết rồi cho nó ở chuồng mới. Bo, con dịnh về cho ba coi. Đây nè. Ừ. Dính vậy Thang. Ừ, thì lửa. Em nói mà. Mẹ thấy nó chứ sao không thấy, này nó bay mấy bữa nay mà. Con thấy, hôm qua con thấy nó đậu rồi đó. Ừ. Rớt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rớt 10 cộng lông. Cái gì rớt 10 cộng lông? Mẹ. Lồng nhỏ trước à. Lấy cái đầu ra coi. Bám chắc quá. Để mày thở tay hả con? Mầm vô lưới rồi. Đúng là nó bị dính mà. Tưởng đâu cái gì hàng chi dính chi em. Cái cắn. Vậy là anh kia có bạn rồi. Thả xuống chưa? Rồi thả. Đạp luôn ha các bạn. Ờ. Thả chưa? Tôi nhớ chưa? Anh làm lông bữa nó dính vô bẫy cái nó xè ra luôn. Rồi giờ cho em nó vô lồng ha. Đây lên. Đó, dễ cưng chưa. Đó, vốn dĩ ảnh ở trong lồng cho nên vô lồng là ảnh đâu có nhảy đâu. Hết đẹp. Được mấy ngày quá đẹp. À, ảnh đang thay lông hàng gì ảnh sơ xác quá. Ừ. Đây em nó đã vô rất là đẹp các bạn ơi. Ồ, nó vô nó đứng tỉnh bờ vậy luôn hả?